Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay có tên Chị Hãy Tin Tôi của tác giả Minh Anh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở tập đoàn nhà họ Lâm lúc này, trong phòng làm việc của Đình Phong, cả Duy và Đình Phong đều cùng nhau nhìn chăm chú vào cái màn hình iPad. Trong màn hình là camera ở phòng khách trong căn biệt thự. Duy nhìn vào màn hình rồi nhìn vào khuôn mặt của Đình Phong. Cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Không đủ kiên nhẫn nữa nên Duy đã cất tiếng hỏi. Đình Phong, mày khùng rồi hả? Đang trong giờ làm việc, mày lôi tao đến phòng làm việc của mày để xem camera nhà mày sao? Không, mày nhìn đi, nhìn vào màn hình kìa. Này, mày bảo tao không được trêu chọc mày nữa, mà bây giờ mày ngồi ngắm chị ta, mày bị thần kinh à? Mày hiểu nhầm ý tao rồi, tao bảo mày qua đây xem chị ta thế nào, chị ta có mê vật chất gì của nhà hay không thôi. Mày nhìn đi, sao chị ta ngồi lì một chỗ thế? Sao không đi vòng vòng xem nhà của tao? Nhà tao tự thiết kế không đẹp sao? Ôi Đình Phong, mấy cái đó mày hỏi tao thì làm sao tao biết đường để trả lời mày. Mày muốn biết thì lái xe về nhà hỏi chị ta đi, rồi đến tập đoàn làm tiếp. Chứ hôm nay tao nghĩ mày không tập trung vào công việc ở tập đoàn đâu. Đình Phong không muốn bị Duy trêu chọc nên vội đưa tay ra, đắm thoát khỏi màn hình camera ở phòng khách. Ném cái iPad qua một bên, Đình Phong nói: Không nói chuyện với mày nữa, về phòng làm việc đi. Tối qua nhà tao dùng cơm nhé. Đương nhiên, tối nay tao sẽ có mặt rồi. Ok, giờ cút ra khỏi phòng làm việc của tao rồi đấy. Duy không cam tâm cho lắm. Rõ ràng Đình Phong là người bảo Duy qua bên này, giờ lại ăn nói lạnh lùng như thế, đành đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc của anh ta. Bên phòng của Duy vẫn còn một mớ tài liệu vẫn chưa xử lý xong, phải tranh thủ giải quyết trong hôm nay. Nếu không tối nay Duy phải ở lại tập đoàn để tăng ca. Điều đó Duy không muốn chút nào hết. Khi Duy đi về phòng rồi thì Đình Phong cũng đứng dậy, sau đó đi đến bàn làm việc của anh ta, tiếp tục với công việc để tối nay còn về sớm nói chuyện với cô. Đình Phong muốn biết rõ con người thật của cô trước khi chắc chắn cho cô là thành viên trong gia đình. Hơn 5 giờ chiều, cô và dì Nga cùng nhau đi chợ về. Hôm nay là một ngày rất vui của cô. Chưa bao giờ cô vui đến thế. Dì Nga đã đưa cô đi đến trung tâm thương mại để mua sắm những thứ đồ dùng cá nhân, rồi chỉ cô lựa thực phẩm tươi ngon để về nấu cơm cho Đình Phong và Duy. Dì Nga cũng nói cho cô biết Đình Phong không có phân biệt chủ tớ như những người giàu khác. Từ xưa đến giờ dì Nga toàn được ngồi ăn cơm cùng anh ta. Anh ta rất dễ tính và phóng khoáng, chỉ cần nhà cửa luôn sạch sẽ và gọn gàng là được. Đến chiều tối, cuối cùng Đình Phong và Duy cũng đã về đến căn biệt thự. Khi biết hai người họ về đến thì cô đã nghe theo lời của dì Nga mà bê ra 2 ly nước mát cho anh ta và Duy. Khi nhìn thấy hai người họ đi vào, cô vội cúi đầu chào rồi đặt 2 ly nước mát xuống bàn. Nhưng đến giờ phút này cô không biết xưng hô với hai người họ thế nào, vì cô đã biết Đình Phong và Duy nhỏ tuổi hơn cô. Nhưng hiện tại cô đang làm việc cho Đình Phong, anh ta lại vô cùng chuẩn chạc và phong độ. Một cậu thanh niên tuổi trẻ tài cao như thế thì cô không nên gọi là em được. Cô cười gượng gạo rồi nói: Chào cậu chủ mới về ạ. Ngay lúc này Duy cứ cười tủm tỉm, làm Đình Phong không thể nào nghiêm túc được hết. Anh ta vội đưa mắt lườm Duy một cái rồi nói với Duy: Mau lên phòng tắm trước đi, vì anh ta có vài câu muốn hỏi cô. Duy ở lại đây vẫn được, nhưng có mặt Duy thì Đình Phong rất khó mở lời, nên Đình Phong không muốn thấy mặt của Duy nữa. Duy hiểu bản thân không nên trêu ghẹo Đình Phong nên đã vội đứng dậy rồi bước lên bậc thang. Khi Duy đã rời đi rồi thì Đình Phong mới bảo cô hãy ngồi xuống ghế, rồi anh ta mới cất tiếng nói tiếp: Cô tên là Thanh Nhã đúng không? Từ giờ cô cần gì thì cứ nói với dì Nga, còn việc lương tôi trả cho cô 5 triệu một tháng. Cô thấy thế nào hả? Có ít quá không? Không đâu thưa cậu, 5 triệu là con số rất lớn à? Tôi cảm ơn cậu chủ nhiều nhé. Tôi hứa sẽ làm việc thật tốt à? Ừ, tạm thời sức khỏe của cô không được tốt nên cứ làm ít công việc thôi. Cô đang sống cho cô và đứa bé trong bụng nữa đấy. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn cậu chủ đã quan tâm tôi. Cái ơn này đối với cô nó vô cùng lớn. Bao nhiêu suy nghĩ lo lắng cuối cùng cũng đã tan biến. Cô còn khoảng thời gian khá dài để tiết kiệm tiền đi sinh con. Giờ được ở lại căn biệt thự này, cô không còn phải lo đến chuyện kiếm chỗ ăn chỗ ở nữa. Dù biết là Đình Phong và dì Nga đã giúp đỡ nên cô mới được ở lại đây. Nhưng cô ở đây để làm việc nên kể từ giờ cuộc sống của cô như đã thay đổi, mà không còn bị gắn cái mác ăn bám nhà chồng nữa. Cô nhất định sẽ làm và tiết kiệm. Tất cả cũng chỉ muốn tương lai đứa con gái bé bỏng không phải sống những ngày tháng khổ cực như cô đã từng trải qua. Thời gian cứ thế mà trôi qua nhanh. Mới chớp mắt đó mà cô đã mang thai ở tháng thứ 7 rồi. Đi hơn nửa hành trình thai kỳ, cũng may cô không hề bị ngán hay bị mệt. Suốt 3 tháng vừa qua, cô đã dần quen được với cuộc sống ở đây. Mỗi ngày thức dậy cùng dì Nga nấu bữa sáng, sau đó cô chỉ việc đi lau bàn ghế rồi tưới vườn hoa. Nhưng suốt 3 tháng nay cô không được phép bước lên cầu thang vì Đình Phong sợ bậc cầu thang trơn nên không cho cô đi lên trên tầng. Hôm nay là ngày nhận tháng lương thứ 3 của cô và cũng là ngày mà cô phải đến bệnh viện khám thai. Khi Đình Phong biết dì Nga sẽ đưa cô đi khám thai thì anh ta đã nói để anh ấy đưa cô đi, vì bụng của cô cũng đã khá lớn. Để dì Nga đưa cô đi bằng xe máy, anh ta cảm thấy không yên tâm. Thời gian mà cô sinh sống cùng thì anh ta đã xem cô y hệt như một người thân trong gia đình, nên cái việc đưa cô đi khám như thế này cũng rất bình thường. Đến bệnh viện, cô liền bảo Đình Phong hãy ngồi ở ngoài xe đợi, vì vào bên trong chờ đợi khá lâu nên cô không muốn phiền anh ta. Với lại Thanh Nhã cũng sợ Đình Phong sẽ không thích môi trường bên trong bệnh viện. Tâm trạng của cô ngày hôm nay vô cùng thoải mái. Cô khá hào hứng vì tận 1 tháng cô mới được đi khám thai. Mỗi lần khám nhìn qua màn hình, thấy con đang cử động và phát triển lên từng ngày. Mỗi lần nghe được nhịp tim của con là 2 hàng nước mắt cô rơi. Cô rơi nước mắt trong hạnh phúc, không phải khóc là đau khổ, mà là khóc trong sự vui sướng. Chỉ cần một khoảng thời gian nữa thôi, cô đã được chào đón công chúa bé bỏng của cô rồi. Bước vào trong phòng khám lấy số, nhưng ngay lúc này, nụ cười trên môi của cô bỗng thu lại vì cảnh tượng trước mắt. Cô không ngờ được rằng cái ngày cô gặp lại Kiệt ở trong tình cảnh như thế này. Cô cứ nghĩ suốt cuộc đời còn lại sẽ không bao giờ gặp lại tên khốn nạn như hắn ta nữa. Vậy mà giờ đây hắn ta và cô thư ký xinh đẹp của hắn đang đứng ở trước mặt cô, tay trong tay cười nói rất vui vẻ nữa kìa chứ. Nhưng cô không muốn quan tâm đến nên đã vội nhìn về hướng khác, rồi cất bước đi thật nhanh qua khỏi 2 người bọn họ. Kiệt có nhìn thấy Thanh Nhã nhưng hắn ta không thèm quan tâm đến. Mấy tháng vừa qua, hắn ta cứ nghĩ rằng cô đã nhảy cầu mà chết rồi. Vì hắn ta luôn có cái suy nghĩ rằng hạng người ăn bám như cô thì không bao giờ có nghị lực sức cả. Nhìn về tương lai với 2 bàn tay trắng thì làm gì được. Đã thế lại còn có cái tính sĩ diện. Tiền hắn ta đã ném vào mặt của cô cái ngày hôm đó, cô cũng không thèm nhặt lấy. Nhưng giờ đây nhìn thấy cô vẫn còn sống, đứa con cũng vẫn còn giữ được, thì hắn cảm thấy cô cũng khá hay, không tệ như hắn đã từng nghĩ. Mà giờ phút này đây Kiệt đâu có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến cô. Cái hắn ta đang quan tâm và cần nhất chính là đứa con trai đang trong bụng cô thư ký xinh đẹp của hắn ta. Cô đã không muốn quan tâm đến nên đã cố bước nhanh qua 2 người họ. Nhưng còn cô thư ký xinh đẹp đó thì không muốn để yên cho cô. Cô ta đã chặn đường của cô rồi cười rất tươi nói: "Ủa, là chị Thanh Nhã sao? Dạo này chị sống như thế nào? Sau cái ngày bị gia đình anh Kiệt tống cổ ra khỏi nhà, chắc chị buồn và đau lòng lắm hả? Ôi, em cứ nghĩ chị đã chết rồi không ấy, ai ngờ còn sống khỏe mạnh thế kia à?" Lời nói của cô ta thật cay độc. Cô biết rõ cô ta đang muốn sỉ nhục cô nên mới nói lớn tiếng như thế. Nhưng cô không thèm để những lời nói đó lọt vào tai của cô, vì cuộc sống của cô hiện tại rất vui vẻ và an yên. Nếu biết trước khi ra khỏi cái nhà đó cô được sống một cuộc sống an yên thế này thì cô đã cuốn gói đi từ rất lâu rồi. Lỗi cũng là do cô hết, nhưng không sao. Ở trên đời này phải trải qua những gian nan cay đắng như thế thì con người ta mới biết đứng lên và vượt qua được khó khăn. Cô cũng rất mang ơn những con người tàn nhẫn trong căn biệt thự đó. Nhờ họ đã dạy cho cô một bài học đắt giá như thế nên giờ đây cô mới biết trưởng thành là gì. Cô cười nhạt rồi nói: "Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi sống rất tốt. Nhưng hình như cô đang mang thai sao?" Cô ta cứ tưởng cô đang ganh tị với cô ta nên cô ta liền đưa tay lên xoa bụng rồi nói: "Em có thai rồi chị ạ. Em không ngờ rằng em đã có thai được 3 tháng rồi. Nhưng càng bất ngờ hơn, mới 3 tháng thôi mà bác sĩ đã bảo cái thai em đang mang là con trai đấy chị. Ôi, em mừng lắm chị ạ. Em thật có phúc khi được có sự yêu thương của chồng chị. Giờ lại được mang thai con trai nữa. Tí nữa mẹ của anh Kiệt mà hay tin, chắc bác ấy sẽ rất vui. Nghĩ đến mà em nôn gặp bác ấy quá." Cô nói rất đúng đấy. Cô thật có phúc khi xứng đôi bên anh Kiệt. Vì hạng người tồi sở khanh khốn nạn vô lương tâm rất xứng đôi đi bên nhau. Chị nói cái gì thế hả? Chị dám ăn nói như vậy sao? Sao hả? Tôi đang nói những điều rất thật đấy. Mà này, đang mang thai nên giữ mồm giữ miệng, bớt ăn nói xiên xỏ người khác, để lại cái đức cho con của cô nữa. Đừng vì nói sướng cái miệng mà hại cái thân mình. Sau này sanh con ra, lỡ giống y hệt thằng cha của nó lại khổ nhé. Chào cô, không hẹn ngày gặp lại. Cô biết Kiệt đang tức dữ lắm khi nghe được những lời nói như thế từ miệng của cô. Nhưng cô không hề sợ chút nào cả. Vì những lời cô vừa nói ra có lời nào nói sai sự thật đâu. Cô nói dứt câu thì vội bước đi đến quầy bốc số. Từ nãy đến giờ cũng mất hết một khoảng thời gian. Cô không thể để Đình Phong chờ đợi lâu được. Cô thư ký xinh đẹp của hắn ta chỉ muốn chạy theo cô để cãi tay đôi. Không ngờ mới có mấy tháng không gặp mà cô lại biết ăn nói như thế. Cô ta đang rất điên máu, nhưng đây là bệnh viện. Kiệt không thể bị bẽ mặt được nên đã vội kéo cô ta đi ra bãi xe. Khi hai con người đó đã đi rồi thì ở một góc khuất, Đình Phong bước ra. Đình Phong không ngờ được rằng Kiệt lại là chồng trước của cô. Nhưng anh ta không quan tâm đến Kiệt mà nhanh chân bước vội vào bên trong để xem cô như thế nào. Vừa vào đến khu ngồi chờ, Đình Phong đã thấy cô ngồi ở dãy ghế chờ. Nhìn vẻ mặt của cô đang rất bình thường và dường như không hề có biểu hiện gì cho thấy cô đang buồn hay đang đau lòng hết. Nhưng Đình Phong nghĩ lại thấy cũng đúng. Tên khốn đó đã đối xử với cô quá tàn nhẫn như thế. Giờ đây khi cô thoát được hắn ta, cô phải vui mới đúng. Anh ta thấy có lẽ cô đã quên được cái gia đình đó và quên được hết những nỗi đau mà gia đình của Kiệt đã mang đến. Tiến đến ghế ngồi cạnh cô rất bất ngờ khi Đình Phong đi vào bên trong này. Cô vội cất lời hỏi: "Sao cậu chủ lại vào đây? Ở trong này toàn là bà bầu, cậu chủ không thấy ngột ngạt sao?" "Không sao đâu, khi nào cô mới được khám vậy?" "À, tầm 2 chị bầu nữa, rồi mới đến lượt của tôi." "Cô có đang ổn không? Có cần tâm sự điều gì không? Vẫn còn phải chờ tận 2 chị nữa lận mà. Có gì cứ nói cho tôi biết nhé. Giờ đây cô cũng như dì Nga, là người một nhà với nhau mà." "Tôi không sao hết, tôi chỉ đang nôn nóng được vào khám để nhìn thấy con của tôi thôi." Đình Phong nghe thấy như vậy thì vội gật đầu. Anh ta cũng không dám hỏi quá sâu vào chuyện đó vì sợ cô sẽ buồn. Suốt khoảng thời gian qua khi cô về làm việc trong căn biệt thự của Đình Phong thì anh ta luôn quan sát rất kỹ. Cô rất tỉ mỉ trong công việc và cũng là người rất ngăn nắp và gọn gàng. Tuy những công việc được giao chỉ là việc lặt vặt thôi, nhưng cô đều làm xong hết trong ngày. Ngày nào mở camera lên check cũng thấy cô dọn dẹp ở phòng khách, xong thì ra vườn hoa tưới cây. Có khi thì lại thấy cô phụ giúp dì Nga trong công việc bếp núc. Có vài lần Đình Phong được thưởng thức những món ăn do đích thân cô nấu. Quả thật anh rất bất ngờ vì món nào cũng ngon và đều hợp khẩu vị với anh ta. Còn Duy bữa nào qua chơi được ăn những món cô nấu thì bữa đó rất hao cơm. Đình Phong thấy khá nhàm chán khi phải ngồi chờ đợi thế này nên đã bảo cô hãy ngồi chờ anh ta ra ngoài mua cà phê rồi quay lại ngay. Một lát sau Đình Phong trở vào thì trên tay anh ta cầm một ly cà phê và một ly nước cam. đưa cho cô. Sau đó anh ta nói: "Uống đi, tôi thấy dì Nga hay pha nước cam cho cô uống nên tôi mua cho cô luôn." Đưa tay ra cầm lấy ly nước cam từ tay anh ta. Cô cười rất tươi rồi nói: "Tôi cảm ơn cậu chủ nhé, không có gì đâu." Ngay lúc này đây bỗng có cặp vợ chồng đang ngồi đối diện cô và Đình Phong. Hình như họ cũng đang ngồi chờ để vào khám thai. Thì ngay lúc đó cô và cả Đình Phong đều nghe được người vợ đó nói với người chồng rằng: "Anh nhìn thấy cái chị xinh đẹp bên kia không? Hai người họ thật đẹp đôi. Anh chồng thương vợ chưa kìa, mua nước cho vợ uống. Nhìn thân mật ghê ấy. Ai như anh đâu." Cô nghe được những lời của chị bầu đó nói mà ngượng đỏ hết cả mặt, vội xoay người nhìn đến hướng khác để người ta không hiểu lầm nữa. Còn Đình Phong ngay giây phút này chẳng biết nói như thế nào cho mọi người hiểu. Cứ ai mà thấy cô và Đình Phong đi cùng nhau thì đều suy nghĩ cô và anh ta là một cặp. Thật sự mà nói bị hiểu lầm nhiều lần quá nên Đình Phong đã cảm thấy điều này rất quen rồi. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Cánh cửa phòng bác sĩ mở ra, đọc tên người kế tiếp vào khám là cô. Cô vội đứng dậy rồi cầm lấy xấp hồ sơ đi khám. Sau đó bước vào bên trong phòng khám. Vừa bước đến thì bác sĩ đã nhìn về hướng của Đình Phong rồi nói: "Hôm nay biết quan tâm đến vợ của cậu rồi à? Con gái của hai vợ chồng thấy cưng lắm đấy. Muốn vào xem mặt con không?" Ngày hôm nay Đình Phong không ngờ được rằng lại gặp cái cô bác sĩ mà đã chửi anh ta xối xả hồi mấy tháng trước. Anh ta đã làm gì nên tội đâu, mà cứ gặp cô bác sĩ đó là anh ta sẽ bị mắng một chập tơi tả. Vẫn chưa định hình lại được thì cô bác sĩ đó đã trừng mắt rồi nói lớn: "Cậu có nghe tôi nói gì không vậy? Muốn vào gặp con của cậu không?" Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về hướng của Đình Phong. Anh ta cũng không thể nào không vào được. Nhưng nhất định ngày hôm nay anh ta sẽ nói rõ cho cô bác sĩ biết rằng cô không phải là vợ của anh ta. Càng bực tức hơn là anh ta không nghĩ rằng một ngày cô bác sĩ đó đã khám và chữa trị không biết bao nhiêu bệnh nhân. Vậy mà 3 tháng đã trôi qua rồi mà cô bác sĩ đó vẫn nhớ rõ khuôn mặt của anh ta mồn một. Anh ta chỉ biết ôm cục tức mà đứng dậy đi theo cô vào phòng khám. Cô lúc này thì ngơ ngác không hiểu tại sao cô bác sĩ đó lại nói chuyện kiểu như vậy với Đình Phong. Nhưng cô chỉ muốn giải thích cho cô bác sĩ hiểu cô và anh ta không hề có quan hệ gì với nhau cả. Cô vừa định mở miệng ra nói thì cô bác sĩ đó đã cất lời trước: "3 lần khám thì tôi thấy không còn bị đánh hay hành hạ nữa rồi. Cuối cùng thì sau những lời nói của tôi cũng đã thấm vào được trong tai của chồng cô." "Bác sĩ ơi, hình như bác có hiểu lầm gì rồi ạ." Vẫn chưa nói được hết câu thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô bác sĩ vội nghe máy thì đã đứng bật dậy rồi nói với cô chờ 5 phút sẽ có bác sĩ khác đến khám cho cô. Hiện tại cô bác sĩ đó phải đến phòng cấp cứu gấp nên không thể khám cho cô được. Nói dứt lời cô bác sĩ đã vội chạy nhanh đi. Cô vẫn cứ ngơ ngác vì chưa nói ra được gì. Ngoái đầu nhìn về phía sau cô thấy Đình Phong đang cười thì khó hiểu hỏi: "Tại sao cậu chủ lại cười? Bộ có chuyện gì sao? Rồi tại sao khi nãy cô bác sĩ đó lại ăn nói với cậu như thế? Có phải có chuyện hiểu lầm gì rồi phải không?" "Tôi không ngờ cô bác sĩ đó có trí nhớ dai như đỉa vậy. Lần trước vì cứu cô mà tôi đã bị chửi một chập xối xả. Cái cô đó nghĩ tôi là chồng của cô, hành hung cô, bỏ đói cô nên mới xảy ra tình trạng cô kiệt sức mà ngất xỉu. Nhưng tôi có làm gì đâu, cái ngày đó tôi đã cứu cô kia mà." "Vậy sao cậu chủ không giải thích cho cô bác sĩ đó hiểu? Vậy là cô ấy đã hiểu lầm cậu suốt khoảng thời gian qua. Chuyện này tôi xin lỗi cậu nhé, tôi không có biết. Nhất định tôi sẽ giải thích cho cô bác sĩ đó hiểu. Cậu chủ là một người rất tốt đấy." Tự nhiên được nghe mấy lời của cô thì tâm trạng của Đình Phong bắt đầu cảm thấy vơi đi được nỗi khó chịu trong lòng. Hôm nay là lần đầu tiên mà Đình Phong có thời gian để nói chuyện với cô nhiều đến vậy. Chứ thường ngày cả hai ít nói chuyện với nhau. Mở miệng ra thì Đình Phong lại sợ suy trêu ghẹo nên anh ta cũng ít dám nói chuyện với cô vì sợ bị hiểu lầm. Nhưng quả thật nhìn khuôn mặt của cô, nhất là những lúc cô cười, trông cô rất xinh xắn và đẹp vô cùng. Nhìn cô y hệt như một thiên thần nhỏ vậy. Không ai nhìn mà biết được cô đã 25 tuổi. Nếu giờ bước ra đường nói cô mới 19, chắc ai cũng tin hết. Nhưng bỗng Đình Phong lại thấy thương cho cô. Dáng người nhỏ nhắn giỏi giang xinh đẹp như thế này mà Kiệt lại không biết trân trọng. Đáng lý ra Kiệt phải hết mực yêu thương cô mới đúng. Đình Phong nghĩ nếu cô là vợ của Đình Phong thì nhất định anh ta sẽ không bao giờ để cô phải sống khổ hết, và cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương đến cô. Lúc nào cũng làm cho cô cười hết, vì nụ cười của cô rất đẹp, lại còn trong sáng làm sao. Đang mệt mỏi hay muộn phiền điều gì đó, chỉ cần nhìn thấy cô cười hoặc nghe cô nói vài câu thôi thì những điều mệt mỏi đó đều tan biến sạch. Nhưng rồi Đình Phong giật mình lấy lại vẻ mặt bình thường. Bản thân của Đình Phong ngày hôm nay đã bị gì rồi nên mới suy nghĩ lung tung như thế. Định xoay người bước đi ra ngoài để đừng nghĩ đến những việc linh tinh như vừa rồi nữa, thì cánh cửa phòng khám được mở ra. Một ông bác sĩ khác bước vào rồi nói Thanh Nhã hãy lên giường nằm, còn Đình Phong hãy qua đứng cạnh bên giường. Ông ấy sẽ cho cả hai thấy mặt của em bé trong bụng. Cô nghe thấy như vậy thì nhìn Đình Phong rồi muốn nói với anh ta hãy đi ra bên ngoài để không bị hiểu lầm nữa. Cậu chủ hay là... Không sao đâu, lại giường nằm đi. Tôi cũng muốn xem thử con gái của cô có khỏe mạnh và xinh giống cô không. Nhưng mà đừng làm mất thời gian nữa, mau qua giường nằm đi. Cô không muốn làm mất thời gian của Đình Phong nên đã vội bước đến bên giường rồi nằm xuống. Nhưng rồi ngay lúc này đây cô ngượng đỏ hết cả mặt vì chợt nhớ cô đang bận cái đầm bầu. Tuy có bận quần ngắn dành cho bà bầu nhưng cô lại thấy rất ngượng ngùng. Đối với bác sĩ thì không sao hết, nhưng còn Đình Phong, anh ta và cô đâu phải là vợ chồng với nhau nên đâu thể nào cho anh ta nhìn thấy cảnh tượng cô vén váy lên như thế được. Cô không biết phải làm sao hết thì lúc này ông bác sĩ liền nói cô hãy vén cái đầm bầu qua khỏi bụng. Giờ đây như cá nằm trên thớt, cô cũng đang rất nôn nóng để được gặp bé con trong bụng của cô nên cô đành bỏ qua cái sĩ diện mà vén cái đầm lên. Đình Phong ngơ ngác khi thấy hành động đó của cô. Trước giờ anh ta không hề biết muốn khám thai phải làm hành động như thế. Và kể từ giây phút này, Đình Phong đã hứa với lòng nếu lỡ sau này có đưa cô đi khám thai thì nhất định sẽ ngồi ở bên ngoài đợi cô, chứ anh ta không bao giờ bước vào căn phòng này nữa. Khi thiết bị siêu âm được chạm lên bụng của cô thì cũng là lúc trên màn hình xuất hiện hình ảnh đứa bé trong bụng đang mút tay. Cái suy nghĩ khi nãy bỗng tan biến mất. Giờ đây cô chỉ chăm chú nhìn lên màn hình để xem con của cô như thế nào thôi. Sau khi chuyển qua chế độ siêu âm 4 chiều, Đình Phong nhìn từ nãy đến giờ cũng không nhìn ra được trên màn hình là cái gì. Nhưng khi bác sĩ chỉnh màu thì dần dần anh ta mới biết được đứa con trong bụng của cô có cái mặt rất tròn, còn đang ngáp một cái nữa, y hệt như em bé ngoài đời, với bộ dạng đang buồn ngủ. Khi nhìn ra được khuôn mặt của con thì Đình Phong vui lắm, chỉ tay vào màn hình trước mặt rồi anh ta nói Thanh Nhã, cô thấy rõ không? Cái mặt tròn tròn rất đáng yêu đấy. Tôi thấy hôm nay trông con bé đáng yêu quá. Sau khi khám xong, bác sĩ nói đứa bé trong bụng phát triển rất tốt. Nhưng bây giờ đã là những tháng thai kỳ cuối, cô nên hết sức cẩn thận và phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Sau đó bác sĩ kê đơn thuốc cho cô, nhưng không đưa cho cô mà lại đưa cho Đình Phong. Cứ nghĩ như thế đã xong rồi, nhưng lại không ngờ ông bác sĩ còn nói thêm với Đình Phong rằng trong những tháng cuối này cô rất cần có Đình Phong bên cạnh, và cơ thể bắt đầu đau nhức, còn rất mệt mỏi, nên vì vậy hãy quan tâm đến cô nhiều hơn. Đình Phong chỉ biết gật đầu rồi đá mắt chỉ ra hướng cửa. Cô cười gượng rồi cảm ơn ông bác sĩ rồi bước ra khỏi phòng khám. Ra bên ngoài rồi thì cô mới nhìn anh ta rồi nói tôi xin lỗi nhé, lần sau tôi không dám làm phiền đến cậu chủ nữa đâu. Chắc có lẽ cậu đang tức giận đúng không? Không sao đâu, bọn họ không biết nên mới như thế thôi. Với lại đâu ai biết được hoàn cảnh của cô đâu. Tôi không để bụng nên đừng suy nghĩ lung tung. Cô ra xe trước đi, đưa toa thuốc đây, tôi đi lấy thuốc cho cô. Cô luôn miệng từ chối, nhưng Đình Phong cương quyết muốn đi lấy thuốc giúp cô. Anh ta nói không muốn cô đang bầu bì mà phải chờ đợi. Rồi đến chỗ quầy lấy thuốc có rất nhiều người đang đứng xếp hàng ở đó, nên không khí sẽ không được thoải mái. Cô đi ra bãi xe thì có mái che nên thoáng hơn. Thấy Đình Phong cương quyết như vậy nên cô cũng không dám cãi lại anh ta, đành đưa tờ giấy lấy thuốc cho anh ta đi lấy, còn cô thì từ từ đi ra xe. Khi đi ra bãi xe, cô nhìn xuống cái bụng bầu của cô rồi cười nhạt. Cô nghĩ số cô thật may mắn khi gặp được người tốt như Đình Phong. Nếu không có anh ta xuất hiện thì không biết giờ này cô sẽ ra sao. Còn con của cô có được dễ thương như thế không? Nhiều lúc cô có vô tình nghe và thấy anh ta đã đưa thêm tiền trợ cho dì Nga để mua trái cây và đồ tầm bổ cho cô. Từ trước đến giờ cô toàn phải trưng yến cho mẹ chồng và em chồng, rồi đến chồng ăn tầm bổ. Cô đâu được phúc phần mà tận hưởng cái món cao sang mắc tiền đó. Nhưng khi về sống cùng Đình Phong thì lại khác. Cô được tầm bổ vô số món ngon. Nhiều lúc cô thấy bản thân của cô không nên nhận lương của Đình Phong nữa, vì cô không làm được gì cho anh ta hết, mà chỉ thấy mỗi ngày trôi qua cô càng mang nợ anh ta nhiều hơn mà thôi. Một lúc sau Đình Phong quay lại, đưa cả túi thuốc cho cô và còn 2 hộp sữa bầu nữa. Cô thấy áy náy lắm, cô không muốn nhận chút nào hết. Dù biết anh ta có rất nhiều tiền, nhưng lương tâm của cô không cho phép cô cầm lấy những thứ mà anh ta mua. Thấy cô chần chừ không cầm lấy sữa và thuốc thì anh ta liền nói: "Sao đấy? Tôi mua thêm ít thuốc bổ cho cô. Còn 2 hộp sữa này là cái loại mà cô hay uống đó. Sao vậy? Tôi mua không đúng loại cô hay uống sao?" Không phải. Nhưng tôi không muốn nhận. Hai mẹ con tôi biết ơn anh nhiều lắm. Suốt cuộc đời này không biết đến bao giờ mới trả hết. Anh mua cho tôi nhiều thứ như vậy tôi không dám nhận đâu. Cầm lấy đi, miễn sau này cho con của cô gọi tôi bằng chú được rồi. Vậy nhé. Với lại từ giờ coi như tôi là chú của con cô, nên mấy thứ này tôi mua cho cháu của tôi. Cô phải tẩm bổ vào thì cháu của tôi mới khỏe được. Vậy nhé, cầm lấy rồi mau lên xe tôi đưa về. Anh ta đã nói như vậy rồi thì cô dù có muốn hay không cũng không thể nào từ chối được. Cô đành đưa tay ra cầm lấy túi thuốc và túi đựng sữa. Khi lên xe ngồi ngay ngắn và xe lăn bánh đi được một đoạn rồi thì cô đã xoay qua nhìn anh ta rồi nói: "Cậu chủ, từ giờ mỗi tháng anh trả lương cho tôi 2 triệu thôi được không? Còn khi tôi đã sinh em bé rồi, tôi không có làm việc được nhiều nữa. Lúc đó cậu chủ không cần trả lương cũng được." "Sao lại muốn bị giảm lương? Cô làm việc nhà tốt mà, rất sạch sẽ và ngăn nắp. Tại sao không yêu cầu tôi tăng lương mà lại đòi giảm như vậy hả?" "Tại tôi mang ơn cậu chủ nhiều quá. Với lại tôi không có làm gì hết. Nói đúng ra cậu chủ chỉ cần cho tôi chỗ ăn chỗ ở là được rồi. Không cần phải phát lương cho tôi. Thật sự 3 tháng vừa rồi nhận lương của cậu, tôi áy náy lắm. Nhưng tôi không có cách nào khác. Tôi không có biết chi phí để đi sinh một đứa bé là bao nhiêu. Nhưng tôi nghĩ chắc không tốn nhiều phí đâu. Suốt 3 tháng qua tôi nghĩ số tiền 15 triệu mà cậu đã trả cho tôi cũng đã đủ tiền đi sinh con rồi. Tôi thấy không nên lấy tiền lương của cậu chủ nữa." Đình Phong cảm nhận được những lời nói vừa rồi của cô rất thật lòng. Cô không hề ích kỷ khi vừa muốn ở trong căn biệt thự cao sang, được ăn ngon bận đẹp mà vẫn có lương. Nhưng cũng vì con của cô nên cô mới bấm bụng nhận tiền lương của Đình Phong. Nếu không lấy số tiền đó, cô chẳng biết làm sao có chi phí để đi sinh con. Đình Phong không hề trách cô mà còn cảm thấy thương cô hơn. Cô không như những người khác. Dần dần anh ta đã xem cô như người trong nhà, y hệt như nhà của anh ta đã có thêm thành viên mới. Nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ nói Đình Phong thật rảnh rỗi và dư tiền mới giúp đỡ không có giới hạn như thế. Nhưng đối với Đình Phong thì lại khác. Đã giúp rồi thì phải làm cho chót. Với lại cô rất thật thà, không mưu mô xảo quyệt như những cô gái khác, thì giữ cô trong nhà là chuyện bình thường. Cô không nhõng nhẽo như những người phụ nữ mang thai ngồi trong phòng chờ khi nãy. Anh ta biết cũng chỉ vì hoàn cảnh ép buộc thôi, chứ có người phụ nữ nào mà lại không muốn chồng của mình nuông chiều lúc đang mang thai như thế. Nhưng số phận bắt cô phải mạnh mẽ, bắt cô không được tự ti và mặc cảm khi nhìn thấy những cảnh đó. Không có chồng, không có cha của con cô bên cạnh thì đã sao chứ. Một người chồng khốn nạn và tồi như Kiệt thì không nên có. Đình Phong lúc này cười nhạt rồi mới nói: "Đừng nghĩ như thế, cứ nhận lương như bình thường đi. Sau này cô còn phải lo cho con gái của cô nữa đấy. Rồi còn phải đi học nữa. Nếu không muốn học thì lại đi học nghề. Có được cái nghề trong tay thì mới có thể nuôi sống được mẹ con của cô qua ngày. Tôi chỉ giúp cô được tầm 3 năm nữa thôi đấy. 3 năm nữa thì có thể gửi con đi học và hai mẹ con của cô ra riêng sinh sống. Lúc đó cuộc sống sẽ được tự do hơn." Anh ta nói rất đúng, tương lai còn rất dài ở phía trước. Cô phải cố gắng hết mình để lo cho con của cô. Sau này tiền sữa, tã, rồi đến tiền đi học nữa, cô cũng cần dọn ra riêng để sống. 3 năm thật sự là khoảng thời gian rất dài. Đáng lý ra cô phải biết điều và dọn đi sớm hơn. Nhưng Đình Phong lúc nào cũng suy nghĩ đến hướng tốt nhất cho cô. Anh ta cho cô 3 năm, có nghĩa trong 3 năm này cô đã dư ra được một số tiền khá lớn. Và ngay thời điểm đó con của cô cũng đã có thể đến trường học. Lúc đó cô có thời gian, muốn đi làm hay đi học nghề đều được. Cô nhìn qua hướng của anh ta. Anh ta nhìn cô rồi cười nhạt. Đình Phong dù nhỏ tuổi hơn cô, nhưng anh ta chững chạc biết mấy. Mỗi khi nói chuyện với anh ta, cô học ra được rất nhiều bài học. Hai mắt rưng rưng muốn khóc, cô cảm kích trước tấm lòng của anh ta, cô nói. Đáng lý ra tôi phải dọn đi sớm hơn mới đúng. Cậu chủ thật tốt với hai mẹ con của tôi. Tôi hứa sau này dù có thế nào thì hai mẹ con tôi sẽ không bao giờ quên ơn của cậu chủ đâu. Còn dì Nga và Duy nữa, tôi cảm ơn mọi người rất nhiều. Nói thật thì tôi đã xem cô như người trong nhà, nhưng cô xứng đáng có được hạnh phúc mới. Hai mẹ con của cô cần có một người đàn ông để bên cạnh chăm sóc và thương yêu. Đừng nhìn về quá khứ nữa, nó bẩn lắm, và cô hãy quên hết đi để sống một cuộc sống mới. Cô xinh xắn lại thật thà như vậy, tôi nghĩ ông trời sẽ không để cô khổ thêm một lần nào nữa đâu. Cô nghe những lời nói đó thì cô không biết phải trả lời làm sao hết. Cô chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện là bước thêm một bước nữa. Tuy trên mặt pháp lý cô và Kiệt vẫn chưa đăng ký kết hôn, nhưng nói đúng thì cô và hắn ta như vợ chồng với nhau cũng đã 2 năm còn gì. Cô còn đang mang thai nữa. Nếu có một mình thì chuyện bước thêm một bước là điều rất dễ, còn hiện tại cô sắp sửa có con, nên điều mà Đình Phong vừa nói chắc có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra được. Không ai mà chấp nhận có một người vợ không nhà không cửa như cô. Mẹ với ba mỗi người một hướng, giờ chẳng biết họ sống chết ra làm sao. Thấy cô im lặng thì Đình Phong lại sợ cô hiểu sai ý của anh ta, nên anh ta liền nói. Này, đừng hiểu sai ý của tôi nhé. Tôi không có muốn đuổi cô đi hay có ý gì khác đâu. Tại tôi nghĩ cô cũng là phụ nữ, cũng muốn có không gian riêng tư và được đi tìm hạnh phúc cho riêng cô, chứ còn làm việc cho tôi, tôi không muốn nói ra, nhưng người ngoài nhìn thấy thì họ phán xét cô chính là người giúp việc. Tôi không muốn sau này cô bị nói như thế. Tương lai của cô còn rất dài, miễn cô kiên cường và chịu học hỏi thì tất cả những gì cô muốn đều sẽ được thực hiện thôi. Cô cười nhạt rồi nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Đình Phong. Anh ta nói ra những điều đó nhưng đang dạy tôi thêm những bài học mới. Tuổi 25, tôi không có gì trong tay hết, cũng chưa dám suy nghĩ đến ước mơ của bản thân là gì. Nhìn cô cười như thế nhưng trong tâm không biết đã chất chứa biết bao nhiêu nỗi buồn thầm giấu kín mà không dám nói ra. Cô nói, tôi cảm ơn cậu chủ đã dạy cho tôi được nhiều điều hay trong cuộc sống này. Khoảng thời gian phía trước của tôi vẫn còn rất dài. Tôi nhất định sẽ đứng lên bằng sự cố gắng và thực lực của bản thân. Tôi hứa với cậu chủ đấy, tôi sẽ làm được. Ừ, cô nghĩ như thế rất tốt. Sau này nhất định cô sẽ thành công mà không cần đến sự giúp đỡ của ai hết. Nhưng nên nhớ, nếu có ra ngoài ở riêng và thành công thế nào đi nữa thì nhà của tôi luôn chào đón hai mẹ con của cô. Gia đình là phải như thế đấy. Hai hàng nước mắt của cô rơi. Cô không thể nào cứ nói cảm ơn anh ta hoài được, vì lời cảm ơn của cô nó không có giá trị gì so với những thứ mà anh ta đã giúp đỡ cho cô. Suốt 3 tháng này, cô có cảm giác rất ấm áp khi được sống trong căn biệt thự của anh ta. Cô cảm nhận được ai cũng tôn trọng cô hết, không còn ai hành hạ, cũng không còn phải nghe thấy những lời nói chỉ trích nữa. Tuổi thơ cô chưa bao giờ biết đến hai chữ hạnh phúc là gì. Nhưng từ khi bước vào sinh sống trong căn biệt thự của Đình Phong thì đúng như lời cô nói từ trước đó, khi bước vào bên trong căn biệt thự là cuộc đời cô bắt đầu qua một trang giấy mới. Trang giấy đó toàn những điều màu hồng tươi đẹp, nơi mà cô cứ nghĩ ở trong mơ cô mới có thể sống một cuộc sống an yên đến như vậy. Nhưng lại không ngờ mọi thứ là sự thật. Cuộc sống của cô bây giờ không còn thiếu thốn gì nữa. Đối với cô như thế là rất nhiều rồi. Cô chẳng muốn gì thêm nữa hết. Đình Phong lấy cái khăn trong túi quần đưa cho cô rồi nói, sao lại khóc? Tôi đã nói gì sai sao? Có gì cứ nói ra hết đi chứ, cô không nên để trong lòng đâu nhé. Tôi không biết phải nói làm sao hết. Cuộc sống của tôi được như ngày hôm nay, tất cả là nhờ cậu chủ và mọi người đã giúp đỡ. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ rồi sẽ có một ngày cuộc sống của mình lại được an yên đến thế. Tôi quả thật rất may mắn nên mới được gặp mọi người. Nhìn thấy cô khóc thì bỗng trái tim của Đình Phong nhói lên một cách lạ thường. Anh ta không biết tại sao lại có cảm giác đó. Nhưng anh ta chợt nghĩ chắc có lẽ cô quá đáng thương, nên giờ đây khi cô được thoát ra khỏi bóng tối đen mù mịt đó rồi, nên anh ta mới bị như thế. Anh ta lúc này nói: "Thôi đừng khóc, tất cả là do duyên số mà. Giúp được cô như vậy tôi thấy rất vui rồi. Đừng nghĩ ngợi nhiều và cũng đừng khóc nữa. Tôi nghe nói phụ nữ mang thai khóc thì con sinh ra sẽ không còn xinh xắn nữa đấy. Tôi quên mất, tôi không khóc nữa." Vội lau đi hết nước mắt trên mặt, cô nhìn Đình Phong rồi cười thật tươi, để anh ta không còn nhìn thấy cô khóc nữa. Đình Phong dần dần cũng rất thích nhìn thấy cô cười, vì cô cười trông rất đẹp, khuôn mặt của cô lại hiền hậu nữa, nên trong cô lúc nào cũng trong sáng làm sao. Nhưng rồi anh ta đã cố gắng ném cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, vì ngày hôm nay anh ta đã suy nghĩ quá nhiều về cô. Vội tập trung lái xe đưa cô về căn biệt thự, sau đó Đình Phong trở lại tập đoàn, vì chiều nay có cuộc họp gấp với đối tác nước ngoài. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua nhanh, mới đó thôi mà ngày hôm nay đã là ngày dự sinh của cô rồi. Tối đêm qua dì Nga có hỏi cô muốn ăn gì không, để dì ấy nấu cho cô ăn, chứ sau này sinh em bé ra, cô phải kiêng cữ khá nhiều món. Rồi còn ngay đâu không được uống nước đá, không được ăn đồ chua, mọi thứ đều phải kiêng hết, nếu không về sau này sẽ dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô nghe dì Nga nói như vậy thì cũng thấy khá lo lắng, nhưng nhất định cô sẽ nghe theo lời của dì Nga, vì sau này cô còn đi làm lo cho con của cô nữa, nên đâu thể nào để sức khỏe bị ảnh hưởng. Cô phải mạnh khỏe thì mới có sức mà đi làm kiếm thật nhiều tiền để lo cho con. Hôm qua cô có nhờ dì Nga hôm nay nấu bún bò cho cô ăn. Từ ngày mang thai cô cứ thèm món đó, nhiều lúc nghĩ chẳng lẽ con gái của cô sinh ra cô sẽ đặt tên cho con là bún bò luôn, vì suốt thai kỳ cô cứ thèm món đó mãi. Sáng hôm nay trên bàn ăn có cả Duy, vì cô nghe nói ở tập đoàn của Đình Phong hôm nay sẽ đón tiếp các vị đối tác lớn từ nước ngoài về, nên Duy có mặt ở đây từ rất sớm để đưa Đình Phong đi đến tập đoàn, nếu không sẽ bị muộn giờ. Trước khi ăn sáng xong, Đình Phong có bảo dì Nga lên phòng khách nói chuyện với anh ta một chút, còn Duy ở lại cùng ăn sáng với cô. Trước khi rời đi, Duy cũng dành những lời chúc tốt đẹp đến cho cô, vì tầm 9 giờ cô và dì Nga sẽ đến bệnh viện, có thể cô sẽ nằm lại viện theo dõi luôn, tại hôm nay cũng là ngày dự sinh nên cô không thể ở nhà được. Bác sĩ có khuyên cô đến bệnh viện để bác sĩ và các chị điều dưỡng dễ theo dõi cô hơn. Khi Đình Phong và Duy đã đi rồi thì dì Nga nhanh chóng chạy vào phòng bếp rồi nói cho tôi biết lý do tại sao Đình Phong lại bảo dì Nga lên trên phòng khách nói chuyện riêng. Cô rất bất ngờ khi nghe được dì Nga nói anh ta đã đưa cho dì Nga tận 20 triệu để cô đi sinh em bé. Cô có nói dì Nga hãy giữ lại số tiền đó rồi đợi anh ta về trả lại cho anh ta giúp cô. Cô không muốn sử dụng đến số tiền mà anh ta đã đưa. Tiền lương suốt 6 tháng vừa rồi cô vẫn còn giữ nguyên ở đây. Hôm trước có chi ra cũng tầm 3 triệu để mua đồ đạc đi sinh và sữa tã các thứ. Nhưng cô vẫn còn giữ trong người số tiền khá lớn, mà số tiền này cũng chính là của Đình Phong. Nên vì vậy mà cô không muốn phiền đến anh ta nữa. Dì Nga cũng chỉ biết gật đầu nghe theo lời của cô, nhưng dì ấy cũng lén bỏ tiền đó vào cái giỏ đi sinh em bé của cô. Vì trước lúc khi đi, Đình Phong đã căn dặn dì Nga rất kỹ, bằng mọi giá phải để cho cô nằm phòng dịch vụ để sinh hoạt được tiện nghi hơn, nên làm sao dì Nga dám cãi lại lời nói của Đình Phong. Đúng 8 giờ 30 phút, dì Nga và cô cùng nhau đi ra xe taxi rồi đến bệnh viện. Cứ nghĩ mọi chuyện suôn sẻ nhưng lại không may, cô đã bị vỡ nước ối ngay trên xe taxi. Tài xế xe không phải lần đầu gặp trường hợp này, nên anh ấy đã cố gắng bình tĩnh để có thể đưa cô đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể. Nước ối từ từ chảy ra, cô lo lắng vô cùng, nhưng bên cạnh lúc nào dì Nga cũng nắm tay của cô rồi an ủi cô. Có mấy lời động viên của dì Nga nên cô cũng bình tĩnh được phần nào. Suốt đoạn đường đi đến bệnh viện, cô đã luôn cầu nguyện cho đứa bé trong bụng của cô được an toàn sinh ra đời. Cô chỉ còn mỗi một mình con của cô mà thôi. Nếu không may có chuyện gì xảy ra, lúc đó cô chẳng biết phải làm sao hết. Khi đến bệnh viện, bác sĩ liền nhanh chóng bước ra xe để đỡ cô đi vào phòng sinh. Cô bắt đầu cảm nhận được những cơn đau từng cơn. Em bé trong bụng liên tục đạp mạnh, làm cô cảm thấy đau hơn nữa. Nhưng thật may, cổ tử cung của cô nở rất nhanh. Sau 20 phút chịu những cơn đau quằn quại, thì cuối cùng cô cũng đã sinh được em bé. Thở hổn hển, mệt mỏi, cô dường như không còn một chút sức lực nào nữa. Nhưng ngay lúc đó là cái cảm giác hạnh phúc nhất cuộc đời của cô. Khi được kề ra với con, bác sĩ đã đặt con của cô lên trên người. Con bé bắt đầu khóc lớn. Tiếng khóc đầu đời của con cô làm cô hạnh phúc đến nỗi bật khóc. Cô thấy bản thân của cô thật mạnh mẽ khi vượt cạn thành công. Ai nấy đều ví căn phòng sinh này là cửa sinh cửa tử. Những cơn đau như chết đi sống lại, cô đã vượt qua được nó để có thể sinh con gái của cô ra đời. Chị bác sĩ quen thuộc bước đến bên cô rồi nói: "Chúc mừng em nhé, bé gái nặng 3,5 kg, trông dễ thương quá đi nè." Em cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ gật đầu rồi sau đó từ từ đẩy cô ra khỏi phòng sinh. Cánh cửa mở ra, cô thấy dì Nga và Đình Phong đang đứng trước cửa phòng. Khi nãy vì quá lo lắng nên dì Nga đã gọi cho Đình Phong đến đây gấp. Nhưng dì ấy lại quên mất hôm nay ở tập đoàn của anh ta có đối tác nước ngoài đến. Ngay lúc đó dì Nga và cả Đình Phong đều vội vàng bước đến bên cô. Anh ta liền nói: "Cô có sao không vậy? Cô sinh được em bé ra rồi kìa." Chị bác sĩ nhìn thấy Đình Phong thì lập tức nói: "Chúc mừng hai vợ chồng nhé, nhưng cậu cũng nên nhớ, vợ của cậu sinh được đứa bé đáng yêu như thế này, phải chịu qua những cơn đau đến thấu trời đấy. Nhìn đi, con gái của cậu rất đáng yêu. Từ giờ phải làm một người cha thật tốt nhé." Đình Phong thật đáng thương, chỉ cần đặt chân vào bệnh viện thì liền bị hiểu lầm là chồng của cô. Cô không thể để anh ta chịu ấm ức vì bị oan nhiều lần như thế được. Dù đang rất mệt và đau nhưng cô vẫn cố gắng nói: "Bác sĩ, đây không phải chồng của tôi. Anh ấy là người cứu hai mẹ con tôi đấy. Nếu không có anh ấy thì tôi và con của tôi không có ngày hôm nay đâu. Thời gian qua bác sĩ đã hiểu lầm anh ấy rồi." Bác sĩ như bị ngây người khi nghe được những lời mà cô vừa nói. Không biết bây giờ phải ăn nói làm sao với Đình Phong, vì quá nhiều lần bác sĩ đã lỡ lời nói anh ta nhiều lời rất thậm tệ. Vì bác sĩ cứ tưởng anh ta là một người chồng vũ phu và tàn nhẫn, đã bạo hành cô đến mức xém tí nữa mất con. Vì vậy mà cô bác sĩ ấy luôn nhớ như in khuôn mặt của Đình Phong. Cười gượng gạo, bác sĩ nói: "Tôi xin lỗi cậu nhé, cậu thật tốt bụng." Nghe được câu nói này của bác sĩ tôi thấy mát lòng quá. Cuối cùng tôi cũng chờ được ngày này. Cảm ơn bác sĩ nhiều nhé. Bác sĩ rất muốn tìm cái lỗ nào đó để trốn xuống, vì không dám đối diện với anh ta nữa. Vội bảo hai chị điều dưỡng để cô về phòng để cho cô nghỉ ngơi. Khi về phòng rồi thì cô mới chợt nhớ ra hôm nay ở tập đoàn của Đình Phong có đoàn khách nước ngoài đến. Vậy mà anh ta lại bỏ hết công việc để đến bệnh viện cùng cô. Cô nói: "Cậu chủ, cậu về tập đoàn đi. Ở đây có dì Nga rồi." "Không sao đâu, tôi ở lại với cháu của tôi thêm chút nữa rồi tôi về. Ở tập đoàn cũng có Duy rồi nên đừng lo lắng." Dì Nga vội đi pha cho cô một ly sữa nóng rồi bảo cô cố gắng uống, để tí nữa còn cho con bé ti. Đỡ cô ngồi dậy uống sữa, còn dì Nga bước đến bên cái giường nhỏ của em bé. Đình Phong nhìn đứa bé từ nãy đến giờ không rời mắt. Trông nó nhỏ bé tí, anh ta rất muốn bế thử nhưng lại không dám. Dì Nga cười rồi nói: "Đình Phong, cháu có muốn bế con bé không? Trông đáng yêu và giống hệt khuôn mặt của Thanh Nhã." Đình Phong cười rồi nói: "Con bé đáng yêu lắm, nhưng tôi không dám bế. Mà Thanh Nhã, cô định đặt tên cho con bé là gì thế?" "Tôi chưa biết nữa. Tôi có thể gọi con bé là Bông được không? Vì nhìn khuôn mặt y hệt như kẹo bông vậy." "Được ạ." Dù gì anh ta bây giờ cũng là chú của con gái cô. Với lại chỉ là cái tên gọi ở nhà thôi, đâu có gì to tát. Mà một phần anh ta đặt cái tên Bông đó cũng rất dễ thương nữa. Nhìn ánh mắt của Đình Phong khi nhìn bé Bông làm cô thấy rất lạ. Không ngờ được rằng anh lại yêu thương con bé như thế. Bỗng lúc này Đình Phong có điện thoại. Khi anh ta nghe điện thoại xong thì cô thấy sắc mặt của anh ta liền thay đổi. Tôi có chút chột dạ không biết là có chuyện gì xảy ra. Nhưng cuộc gọi kết thúc, anh ta đã vội nói với dì Nga hãy chăm sóc cho tôi. Anh ta có việc phải đi nước ngoài với Duy gấp, chắc có thể cả tuần mới về được. Đình Phong đi rồi thì cô cứ suy nghĩ mãi. Liệu có phải anh ta bỏ hết công việc ở tập đoàn để chạy đến đây với cô nên chuyện làm ăn mới bị trục trặc như thế không? Cô thở dài cầu mong cho mọi chuyện suôn sẻ. Chứ nếu là vì cô mà tập đoàn của Đình Phong gặp vấn đề thì cô không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào. Dì Nga nghe thấy tiếng thở dài của cô thì vội tiến đến nói cho cô biết. Ở bên nước ngoài cũng có một cái tập đoàn nhưng sự điều hành là của ông Lâm. Bên đó cũng hay bị trục trặc lắm nên cái chuyện Đình Phong phải thường xuyên bay qua bên đó là chuyện rất bình thường. Dì Nga bảo cô đừng nên nghĩ ngợi lung tung, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô nghe dì Nga nói thì đỡ lo hơn phần nào. Bé Bông từ lúc về phòng đến giờ thì vẫn còn ngủ chưa tỉnh lại. Do cô sinh thường nên khi về phòng chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là có thể đi đứng bình thường. Bước từng bước lại nhìn bé Bông, cô hạnh phúc biết bao khi con gái của cô được sinh ra lành lặn, khuôn mặt đáng yêu nhìn là muốn thơm má ngay. Nhìn con ngủ cô có động lực hơn nữa. Dù thế nào cô cũng sẽ cố gắng hết mình để kiếm ra đồng tiền nuôi con của cô khôn lớn. Rồi thì thời gian cứ thế mà trôi đi nhanh. Mới đó thấm thoát cũng đã 3 năm trôi qua. Bé Bông cũng đã khôn lớn và ăn nói rất lanh lợi. Khi bé Bông được 2 tuổi rưỡi thì cô đã bắt đầu nghĩ đến ước mơ của cô. Cô nhớ những ngày tháng làm việc ở quán cà phê dưới quê. Mỗi khi đến quán có mấy chị và có cô chủ quán nước thân thiện. Nơi đó là niềm vui duy nhất lúc chưa đi lấy chồng. Và suy nghĩ rất nhiều ngày nên cô quyết định đi học khóa pha chế nước uống. Để khi tròn 3 năm cô và bé Bông sẽ ra ngoài sống. Số tiền lương Duy Nam trả cho cô cũng đã đủ để cô thuê mặt bằng và chỗ ở. Nhưng để tiết kiệm hơn thì cô dự tính sẽ thuê một căn nhà tầm 5 triệu có 1 tầng lầu. Vì như vậy cô có thể sinh sống ở trên, còn bên dưới thì thuận tiện cho việc kinh doanh quán trà sữa. Trải qua 2 khóa học, một khóa học 3 tháng và một khóa nâng cao tay nghề thêm 2 tháng nữa thì cô đã chính thức có thể mở tiệm được rồi. Và ngày hôm nay cũng là ngày mà bé Bông tròn 3 tuổi. Tối đêm đó tầm 7 giờ, Duy và Đình Phong cùng nhau thổi bong bóng cho bé Bông. Đình Phong và cả Duy Nam, cả 2 người họ đều rất yêu thương con bé. Mỗi lần Duy đến chơi thì lúc nào cũng mua bánh kẹo cho bé Bông. Còn Đình Phong thì khỏi phải nói, cách 2-3 ngày là bé Bông được anh ta tặng hết cái này rồi đến cái kia. Quần áo anh ta mua cho bé Bông nhiều đến nỗi xếp đầy 2 cái tủ lớn. Nhìn thấy con bé được mọi người yêu thương, cô rất vui và hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Ngoài phòng khách lúc này, bé Bông chạy đến ngồi cạnh Đình Phong. Khuôn mặt bí xị còn khoanh tay trước ngực tỏ ra như đang giận ai đó. Đình Phong nhìn qua thì đã biết. Anh ta liền cười rồi hỏi. Bông, cháu làm sao đấy? Mẹ lại mắng cháu à? Mẹ nấu trà sữa thơm lắm ấy, nhưng mẹ không cho Bông uống. Mẹ không thương Bông nữa rồi chú Phong ạ. Đình Phong đưa tay lên xoa đầu của bé Bông rồi cười nói. Mẹ thương bé Bông nhất đấy. Vì thương nên mới không cho cháu uống. Trà sữa có rất nhiều đường và sữa béo. Cháu mà uống thì bụng sẽ to lên. Lúc đó sẽ không còn xinh nữa đâu. Thật sao chú? Cháu không đòi uống trà sữa nữa đâu. Cháu sợ cái bụng bị to lên lắm. Lúc đó không còn bận vừa đồ đẹp nữa. Giỏi, bé Bông ngoan. Chú Phong thương nhé. Hôm nay là sinh nhật của cháu rồi. Mới đó mà đã lớn thế này, lại còn khéo ăn khéo nói nữa chứ. Duy ngồi bên cạnh bỗng bật cười rồi nói. Đúng đấy, mới đó mà đã 3 tuổi rồi. Mày có nhớ hồi bé Bông còn bé tí không Đình Phong? Mỗi ngày mày về tranh thủ đi làm về sớm để thơm má bé Bông. Đợi mày về rồi thì con bé mới chịu đi ngủ. Còn quá 10 giờ không thấy mày về thì quấy khóc om sòm. Ai nhìn vào không biết, cứ tưởng con bé là con gái của mày không đấy. Lúc này bé Bông ngây thơ bước qua chỗ của Duy rồi cười tươi hỏi. Chú Duy ơi, ba là gì vậy chú Duy? Ba có nhiều đường và nhiều sữa không ạ? Có thể uống được không chú Duy? Duy và Đình Phong đơ người rồi nhìn nhau chẳng biết phải nói làm sao cho con bé hiểu. Vừa lúc đó cô cũng đã bước từ trong phòng bếp ra, nghe được câu hỏi của con bé thì lòng cô đau như đang xé thành 100 mảnh. Suốt đời này cô đã không thể mang đến một mái ấm hạnh phúc trọn vẹn của 2 tiếng gia đình cho con bé. Lúc nhỏ khi mới biết nói bập bẹ, bé Bông hay nhìn Đình Phong rồi cứ gọi ba ba. Sau này khi con lớn hơn một chút, cô mới dạy lại bé Bông cách xưng hô với Đình Phong. Và cô không bao giờ dạy con bé cái từ ba hết, nên không bao giờ con bé hỏi đến ba. Cô không ngờ được ngày hôm nay con bé lại hỏi như thế. Nhưng câu hỏi ngây thơ đó thật đáng thương và chua xót. Cô sợ lắm và cũng không dám bước đến gần bé Bông. Trên tay lúc này vẫn cầm lấy đĩa trái cây mà không dám bước đến bàn để đặt xuống. Đình Phong lúc này cũng đã hiểu được rằng cô đang không dám bước ra vì sợ câu hỏi của bé Bông. Đình Phong lúc này mới kéo bé Bông đến, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con bé. Rồi anh ta cười nhạt nói: "Bé Bông biết không, ba không thể ăn được, nhưng bé Bông còn nhỏ nên không thể hiểu được ba là gì hết. Bé Bông chỉ cần biết rằng cháu có một người mẹ rất yêu thương cháu là được rồi. Trên đời này không ai có thể sánh bằng mẹ của cháu hết. Cháu hiểu ý của chú Phong vừa nói không?" Cháu... "Thôi, ăn trái cây nha. Mẹ của Bông đem trái cây ra cho cháu kìa." Cô lúc này mới từ từ bước đến đặt đĩa trái cây lên bàn, vừa định quay lưng đi vào bên trong để phụ dì Nga nấu cho xong mấy món còn lại. Cô nghĩ chắc có lẽ ai cũng đang rất đói, nhưng chưa kịp đi thì đã nghe thấy giọng nói của Đình Phong. Anh ta gọi tên của cô rồi bảo cô hãy đi ra vườn hoa cùng anh ta. Anh ta muốn xem ngoài đó đã trang trí xong chưa. Nhưng cô nhìn vào ánh mắt của Đình Phong, cô hiểu được anh ta đang muốn nói chuyện riêng với cô, nên mới bảo cô đi ra ngoài đó cùng anh ta. Cô liền gật đầu rồi cất bước đi theo Đình Phong ra vườn hoa. Những ánh đèn lấp lánh tạo ra một khoảng không gian như vườn cổ tích. Tất cả những thứ này đều là Đình Phong và Duy đã trang trí cho bé Bông. Nhìn một vòng rồi cô mỉm cười nói: "Cậu chủ, tôi cảm ơn cậu nhé." "Có gì đâu mà cảm ơn, Bông là cháu của tôi mà. À mà này, năm tháng nay khóa học của cô như thế nào rồi? Được ra ngoài học hỏi mọi thứ chắc vui lắm đúng không? Mà nói thật thì cô lấy lại vóc dáng cũng nhanh lắm đấy. Nhìn cô càng ngày càng xinh. Tôi đoán nhé, năm tháng vừa rồi có phải rất nhiều anh chàng khen cô xinh lắm đúng không? Có ai xin số điện thoại của cô không vậy?" "Ở lớp học của cô có rất nhiều bạn nam, thì đương nhiên cái chuyện khen cô xinh và xin số điện thoại của cô là rất bình thường. Nhưng cô luôn lảng tránh. Cô nghĩ cho để làm gì mắc công. Ai mà nghe đến cô đã có một đứa con gái chắc chắn sẽ chạy mất dép." Cô cười nhạt rồi nói: "Tất nhiên là có rồi. Vậy cô có cho họ số điện thoại của cô không?" Hỏi như thế chứ trong lòng của Đình Phong đang rất muốn nghe cô trả lời là không. 3 năm vừa rồi trôi qua, làm sao anh ta không có tình cảm với cô được. Nhưng bây giờ anh ta không biết phải nói ra làm sao. Chính Đình Phong là người mong muốn cho cô được ra ngoài để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Anh ta không muốn cô suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong căn nhà này. Nhưng đến lúc cho cô đi thì Đình Phong lại sợ sệt và sợ mất cô. Cô đã thiếu tình thương nên nếu có một người nào đó đến bên cạnh và chia sẻ được những điều mà cô phải gánh chịu thì Đình Phong chắc chắn cô sẽ có chút động lòng. Ngay lúc này cô nói: "Cũng có vài người xin số điện thoại của tôi và đòi hẹn hò cùng tôi, nhưng tôi đều từ chối hết. Tôi nghĩ bản thân không nên có thêm một mối quan hệ nào cả. Cái tôi cần lo bây giờ chính là tương lai của tôi và bé Bông." "Đến giờ vẫn chưa chịu mở lòng à? Cô cũng kén chọn quá đấy." "Cậu chủ hiểu sai ý tôi rồi. Tôi không có kén chọn và cũng không hề có suy nghĩ sẽ đi tìm người thích hợp. Trong tim của tôi chỉ có mỗi bé Bông thôi. Lúc mà tôi suy sụp và mệt mỏi nhất, con bé luôn là người vực được tinh thần của tôi. Tôi không muốn có thêm mối quan hệ nào khác cả. Tôi chỉ muốn được sống thật bình yên. Sáng mở mắt ra thấy được bé Bông ngủ say. Tôi đến nghe bé Bông chúc tôi ngủ ngon. Đối với tôi như thế là đủ rồi." Suốt 5 tháng này cô không có thời gian nhiều nên ít tâm sự với Đình Phong. Dần dần anh ta tạo cho cô một cảm giác y hệt như bạn thân của cô vậy. Mọi chuyện vui buồn anh ta hay tâm sự cho cô nghe, cô cũng như thế. Nhưng ngày hôm nay cũng đã là 3 năm rồi. Cô vẫn còn nhớ như in những lời anh ta đã nói trên xe hồi 3 năm trước. Nhìn một vòng xung quanh căn nhà, sau đó cô nhìn Đình Phong, thấy anh ta im lặng không nói gì nên cô đã nói tiếp: "Cậu chủ, tôi cảm ơn cậu nhiều nhé. Hôm nay cũng là ngày con bé Bông tròn 3 tuổi rồi. Ngày mai tôi có thể đưa con bé đến trường đi học. Sẵn tiện tôi sẽ đi tìm nơi ở mới, vừa có thể sinh sống và vừa có thể mở được quán trà sữa nho nhỏ. Nói đến đây tôi chỉ biết cảm ơn cậu chủ thôi. Số tiền lương cậu chủ trả cho tôi, đến ngày hôm nay tích góp lại thì con số đó thật sự rất lớn. Tôi nghĩ tôi có thể bắt đầu đứng trên đôi chân của tôi rồi. 28 tuổi rồi còn gì nữa. Tôi phải cố gắng và thành công trước khi tôi trở thành một bà già. Những lời của cô nói làm Đình Phong không vui một chút nào hết, nhưng lại cố gắng không để cho cô nhìn ra được cảm xúc của anh ta hiện tại. Không ngờ được rằng mới chớp mắt đó mà đã 3 năm trôi qua. Những lời nói đó giờ đây Đình Phong rất muốn rút lại, nhưng không biết phải mở lời làm sao hết. Anh ta nói: "Vậy là ngày mai cô đi xem nhà sao? Có cần gấp vậy không? Hay cô đợi thêm ít thời gian nữa đi. Vài năm nữa để cho bé bông lớn tí, rồi hãy tính đến chuyện đó. Chứ con bé còn nhỏ quá. Buông ra cô vừa lo cho quán trà sữa, vừa chăm con bé thì một mình không thể nào xoay sở nổi đâu. Cô suy nghĩ lại đi, muốn mở quán cũng được. Sáng cô lo cho quán trà sữa, còn bé bông cứ nhờ dì Nga chăm giúp. Như thế tôi nghĩ sẽ tốt hơn đấy." Đình Phong vẫn như vậy. Suốt 3 năm qua luôn đối xử tốt với cô và bé bông. Lúc nào cũng suy nghĩ những hướng đi tốt cho cô. Nhưng lương tâm của cô không cho phép điều đó. Cô đã mang ơn anh ta quá nhiều. Đáng lý ra cô phải dọn đi từ sớm, chứ không phải mặt dày ở lại đến tận ngày hôm nay. Cô nói: "Cậu chủ lúc nào cũng tốt với hai mẹ con của tôi hết. Nhưng tôi không thể ở đây mãi được. Tôi còn phải trả lại không gian riêng tư cho cậu chủ nữa. Với tôi cũng không muốn cậu cứ giúp đỡ hai mẹ con tôi mãi." Cô đã nói như vậy thì anh ta cũng không còn cách nào để giữ cô lại. Nhưng anh ta cảm thấy rất buồn khi biết hai mẹ con của cô chuẩn bị rời đi. Ngày mai bé bông đi học, cô cũng đi tìm nhà, thì tầm vài ngày hay một tuần gì đó cô sẽ dọn ra bên ngoài. Đình Phong còn muốn nói với cô nhiều chuyện lắm, nhưng ngay lúc này Duy đã bế bé bông ra, rồi dì Nga cũng đã bê hết đồ ăn đến bên, và rồi mọi người cùng nhau nhập tiệc. Buổi tiệc kết thúc, cô và dì Nga cùng nhau dọn dẹp hết mọi thứ xong xuôi thì cô mới đưa bé bông về phòng ngủ. Tối đêm đó cô thấy khó ngủ vô cùng, nên khi thấy bé bông đã ngủ say thì cô đi đến tủ quần áo, lấy cái áo choàng rồi đi vòng vòng xung quanh căn nhà. Cô đã xem nơi này y hệt như ngôi nhà của cô. Ở nơi đây cô có được rất nhiều tình thương từ mọi người. Ai cũng tốt với cô hết. Cô cảm nhận như suốt cả tuổi thơ cô đã sống cơ cực, nên giờ đây cô được mọi người yêu thương và bảo vệ như thế. Bước từng bước đi lên bậc thang, cô muốn đi lên hồ bơi để ngắm sao. Nhưng khi đi đến phòng của Đình Phong thì cô nghe được có tiếng ly vỡ. Cô liền gõ cửa phòng rồi hỏi: Cậu chủ, cậu có làm sao không vậy?" Không có tiếng động gì ở bên trong hết, nên làm cô thấy lo lắng vô cùng. Cô liên tục gọi tên của anh ta, nhưng anh ta không hề có động tĩnh gì. Không còn cách nào khác, cô đành mở cửa xông vào trong để xem anh ta có bị làm sao không. Vừa bước vào đã thấy anh ta nằm gục trên bàn. Cô chạy vọt đến rồi hỏi: Đình Phong, cậu chủ làm sao vậy? Này, đừng làm tôi sợ nha, để tôi đi gọi dì Nga lên đưa cậu đi cấp cứu nhé." Cô đứng dậy định chạy vọt xuống dưới nhà thì Đình Phong đưa tay ra nắm lấy tay của cô. Anh ta nói: "Tôi không sao, đừng làm ồn. Bé bông giật mình thức giấc bây giờ." Nhưng cậu chủ có làm sao không đấy?" "Cô chỉ cần rời đi thì tôi sẽ có sao đấy, nên hãy ở yên trong căn nhà này đi." "Cậu chủ, cậu đang nói gì vậy? Khi nãy tôi thấy trong buổi tiệc cậu đã uống rất nhiều rượu. Sao cậu không nghỉ ngơi để ngày mai còn đi làm mà lại uống rượu tiếp vậy?" Cô giật tay ra khỏi tay của Đình Phong, sau đó tiến đến nhặt những mảnh vỡ của cái ly thủy tinh mà khi nãy Đình Phong làm rơi. Bàn tay vừa đụng vào mảnh vỡ, bỗng cô giật mạnh tay lại. Ngón tay lúc này máu tươm ra. Cô không cẩn thận nên đã để mảnh vỡ cứa vào tay. Ngay giây phút đó, anh vội vàng đứng dậy rồi chụp lấy tay của cô, nhíu chặt mày lại. Đình Phong không nói gì mà đưa ngón tay của cô vào miệng anh ta. "Đừng làm vậy." Cô cảm thấy rất ngại với hành động đó của Đình Phong, và cô cũng không muốn anh ta làm như thế. Cô biết thân phận của mình ở trong căn biệt thự này, và hết ngày hôm nay nữa thôi cô đã chuẩn bị đến một nơi ở mới và sống một cuộc sống mới. Và cô cũng biết cuộc sống mới đó cô cần sự kiên cường mạnh mẽ để chống chọi với cả thế giới ngoài kia. Nơi đó sẽ không còn sự bao dung giúp đỡ của Đình Phong hay dì Nga nữa. Khi đưa tay cô ra khỏi miệng rồi thì Đình Phong nói: Chắc cô cũng đã biết chuyện tôi nhỏ hơn cô 2 tuổi đúng không Thanh Nhã? Tôi đã biết hồi 3 năm trước rồi. Vậy chị có tin tôi không? Chị có tin rằng suốt cuộc đời này tôi sẽ bảo vệ cho chị, tôi sẽ chăm sóc cho chị và bé Bông? Chị có tin những lời tôi nói không? Đình Phong, cậu say rồi, cậu đi ngủ đi. Ngày mai còn đi làm nữa đấy. Nếu hôm nay tôi không nói rõ ràng ra mọi chuyện thì chị sẽ đi tìm nhà, tìm nơi ở khác sinh sống và tìm một mối quan hệ nào đó có thể lo cho tương lai của chị và bé Bông. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi yêu chị rồi và tôi xem bé Bông như con của tôi rồi. Tôi không muốn xa ai hết. Chị hãy tin tôi hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho chị. Những lời của Đình Phong làm cô cảm động lắm, nhưng cô lại muốn né tránh những lời nói vừa rồi. Cô không xứng đáng ở bên cạnh của anh ta. Anh ta như một vị tiên cao cao tại thượng. Cô không thể nào ngờ được trên đời này lại có một người tốt bụng và bao dung như Đình Phong. Ít có ai sẵn sàng đem một người mang thai về nhà, đã bao ăn ở, lại còn trả lương hàng tháng. Suốt 3 năm qua luôn tạo cho cô một cảm giác đây là gia đình chứ không phải nơi để làm việc ăn lương. Không bao giờ mang đến cho cô cái cảm giác nhục nhã và khinh thường như nhà của Kiệt. Cô né tránh ánh mắt của Đình Phong rồi cười nhạt nói: Cậu chủ đừng nói thế nữa. Thời gian qua cậu đã giúp đỡ hai mẹ con tôi nhiều rồi. Còn chuyện tình cảm thì không nên đâu cậu. Cậu xứng đáng tìm được một cô vợ xinh đẹp giỏi giang về mọi mặt. Thời gian qua tôi đã làm phiền cậu quá nhiều rồi. Thôi cậu đi ngủ đi, tôi dọn mảnh vỡ xong rồi ra khỏi phòng ngay. Đình Phong bỗng kéo cô đến bên giường, đè cả người cô xuống giường, ép ánh mắt cô nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta rồi hỏi: Thật là bao nhiêu năm qua chị không có tình cảm với tôi sao? Tôi không có. Không có thì nói thẳng ra, không cần ấp úng như thế. Có phải là vì chị cứ nghĩ tôi là người ơn của chị nên mới né tránh tình cảm của tôi không? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chị xứng đáng có được hạnh phúc. Tôi ích kỷ không muốn cho chị đi tìm hạnh phúc bên bất cứ thằng nào khác, vì tôi biết không ai yêu chị bằng tôi đâu. Nhưng tôi không thể ở bên cậu được, cậu chủ à, bỏ tôi ra đi. Ai mà thấy được thì kỳ lắm, sẽ bị hiểu lầm đấy cậu ạ. Đình Phong không quan tâm đến lời mà cô vừa nói. Anh ta cúi xuống hôn lên đôi môi xinh hồng hào căng bóng của cô. Nụ hôn không dài nhưng lại vô cùng ấm áp. Cô cảm nhận được rất rõ trái tim của mình đang dần dần ấm lại sau bao ngày tháng chỉ biết xem tình yêu là băng giá. Khi buông môi cô ra, Đình Phong nhìn thẳng vào mắt của cô rồi nói: Cảm thấy thế nào? Có chút cảm xúc nào với tôi không vậy? Tôi yêu chị mất rồi, đừng đi đâu hết. Tôi không an tâm để chị và bé Bông đi đâu. 3 năm trước tôi thật hồ đồ khi nói ra những lời nói đó. Giờ tôi đang rất ân hận đây này. Hãy để cho tôi được chăm sóc chị và bé Bông được không? Nhưng mà đừng nhìn về quá khứ nữa, cũng đừng nghĩ tôi sẽ là người thiệt thòi. Trước đây chị vẫn chưa đăng ký kết hôn mà. Hãy để cho tôi là người đầu tiên làm điều đó cho chị nhé. Tôi ước chúng ta sẽ là một gia đình thật hạnh phúc. Mỗi ngày đi làm về mệt mỏi đều được ăn những bữa cơm ngon mà chị nấu, còn được bé Bông gọi là ba. Chị không thấy con bé đáng thương sao? Bé Bông hỏi ba đâu, tôi đau lòng lắm đấy. Nên hãy cho tôi thay vào vị trí đó nhé. Nếu cô gật đầu chấp nhận thì quả thật cô đang sống đúng với lương tâm của cô. Nhưng một khi cô đã gật đầu thì cô sẽ biến thành một người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân và bé Bông mà thôi. Làm sao cô không biết đau, làm sao mà cô không biết buồn và biết thèm hương vị của tình yêu thật sự. Ánh mắt của Đình Phong đã nói lên tất cả. Anh ta không hề gian dối. Những gì anh vừa nói là sự thật. Thay vì cứ né tránh, cô cũng rất muốn được một lần mở lòng với người mà trái tim cô đã rung động. Cô tham lam chẳng muốn rời khỏi nơi này. Sự ấm áp, yêu thương và hạnh phúc đều gói gọn trong căn biệt thự này. Cô cảm động, hai mắt long lanh muốn khóc. Khi giọt nước mắt vừa tràn ra khỏi khóe mi thì Đình Phong liền cúi xuống hôn lên giọt nước mắt đó. Những hành động này khi ở bên Kiệt cô chưa bao giờ được Kiệt làm cho dù chỉ lấy một lần. Còn bên Đình Phong chăm sóc cho cô và cả con của cô suốt 3 năm qua, từng ly từng tí đều rất ân cần, mặc dù vẫn chưa rõ ràng là mối quan hệ như thế nào. Cô từ từ đưa bàn tay thon gọn và mềm mại sờ một bên má của anh ta, sau đó nghẹn ngào nói: Rồi cậu chủ sẽ kết hôn và yêu thương hai mẹ con của tôi sao? Cậu chủ không sợ gia đình cậu sẽ ngăn cản à? Cậu là trai tân, tôi là gái một đời chồng, rồi lại có thêm một đứa con gái 3 tuổi nữa. Cậu không sợ gia đình sẽ trách mắng cậu sao? Tôi thương người giống hệt với đức tính của mẹ tôi, nên hãy yên tâm. Mẹ của tôi sẽ chấp nhận chị và bé Bông. Chị đừng quan tâm đến chuyện đó. Bây giờ chị nói đi, chị có chấp nhận ở lại bên cạnh tôi không? Mùi rượu từ miệng của Đình Phong tạo ra một làn hơi thở rất cuốn hút. Mặc dù rất muốn gật đầu, nhưng sao cả người của cô cứ cứng đơ không dám nhúc nhích. Môi của cô lại một lần nữa bị khóa. Nụ hôn lần này sâu hơn và còn tràn đầy cảm xúc hơn nữa. Tôi hứa sẽ cho chị hạnh phúc. Tôi hứa sẽ mang đến cảm giác ngọt ngào nhất cho chị. Bao nhiêu dông bão đã đi qua rồi. Giờ đây chị chỉ cần là của tôi thôi. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo nhé. Tôi yêu chị nhiều lắm đấy. Tối đêm đó chuyện gì đến cũng đã đến. Và cô đã ngủ lại ở phòng của Đình Phong. Sáng hôm sau cô đang ngủ rất ngon lành. Thì bỗng có linh cảm như ai đó đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Từ từ mở mắt ra. Cô giật mình khi nhìn thấy Đình Phong đang nhìn cô rồi cười rất tươi. Ngay lúc này cô lấy cái chăn kéo lên che người lại rồi u ơ nói. Tôi xin lỗi, nếu hôm qua tôi không vào phòng của cậu chủ thì đã không có chuyện này xảy ra rồi. Hôm qua tôi sai quá. Cô nghe như vậy thì trong lòng bỗng nghĩ chắc có lẽ hôm qua Đình Phong uống rượu say nên mới ăn nói với cô những lời như thế. Cô thấy rất buồn nhưng vẫn cố gượng cười rồi nói. Tôi biết mà, tôi xin lỗi, tôi sẽ về phòng ngay. Cậu chủ hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi nhé. Tôi hôm qua say thật, nhưng tôi nhớ mình đã nói gì và làm những gì. Những lời nói đó là thật đấy, tôi không có biết nói dối đâu. Tôi yêu chị là thật. Cậu chủ, đừng xưng hô như vậy nữa. Tôi muốn nghe chị gọi tên của tôi hơn. Gọi tên của tôi đi. Hai bên gò má của cô không hiểu vì sao mà đỏ ửng lên. Cô ngại ngùng không biết phải nói như thế nào. Nhưng trong lòng lại rất vui vì mọi chuyện của tối đêm qua đều là sự thật. Vậy mà cô cứ nghĩ sẽ phải đau lòng khi mở lòng với Đình Phong. Nhưng không thể nào ngờ được, ngày hôm nay hạnh phúc đã đến với cô. Đình Phong vén cây chăn qua một bên rồi đưa tay ra để cho cô được nằm lên tay của anh ta. Tay còn lại thì choàng qua ôm thân thể của cô vào trong lồng ngực. Trái tim cô lúc này đang đập rất mạnh vì thổn thức và ấm áp trong cái cảm giác được yêu thương. Đình Phong từ từ nhìn cô rồi cất lời nói. Chị có yêu tôi không? Hôm nay không được nói dối như ngày hôm qua nữa nhé. Vì chị đã là của tôi rồi. Còn nếu từ chối tiếp tục thì mau thức dậy đi. Tôi đưa lên phường đăng ký kết hôn cho xong. Chứ tôi sợ chị sẽ chạy trốn bỏ tôi lại một mình quá. Sao nào, đừng im lặng như vậy. Hôm nay bằng mọi giá, bé Bông phải gọi tên là Ba đấy nhé. Đình Phong, trên đời này cậu là người tốt với tôi nhất đấy. Tôi chấp nhận mở lòng mình ra, chấp nhận làm kẻ ích kỷ. Vì suy nghĩ lại, tôi cũng là con gái mà. Cũng muốn được yêu thương chiều chuộng, muốn có tấm lưng rắn chắc để tôi tựa vào mỗi khi tôi mệt mỏi nhất. Xin lỗi vì tôi đã đem phiền phức đến cho cậu nhé Đình Phong. Và cảm ơn rất nhiều khi đã cho tôi bước vào trái tim của cậu. Đình Phong ôm cô chặt hơn nữa. Sau đó cười mà ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Trong ánh mắt của kẻ si tình hiện lên rõ sự yêu thương mà Đình Phong dành cho cô. Ngay lập tức cúi xuống đặt lên trán của cô một nụ hôn. Rồi anh ta nói. Dậy ăn sáng thôi. Bé Bông chắc đã thức giấc rồi đấy. Chết mất, tôi quên bé Bông đang ngủ một mình dưới phòng. Hất tay của Đình Phong ra, cô vội vàng ngồi dậy, nhưng ngay lúc đó anh ta đã kéo cô lại rồi nói. Dù nhỏ hơn, nhưng bây giờ chúng ta khác rồi nhé, thay đổi cách xưng hô đi nào. Em có thể gọi chị bằng em, còn chị thì em gọi bằng anh nhé. Chị hiểu ý của em vừa nói không vậy? Tôi... khó quá, từ từ nhé, lo cho bé Bông trước đã. Nói rồi Thanh Nhã cố gắng đẩy cơ thể của Đình Phong ra. Cười tủm tỉm ngồi dậy kéo cái chăn che người lại. Rồi đi nhặt quần áo chạy vọt vào phòng tắm thay đồ. Hành động đó của cô ở trong mắt Đình Phong vô cùng đáng yêu. Khóe môi anh ta khẽ cười trong sự hạnh phúc. Với tay lấy cái gối mà lúc tối cô nằm. Đình Phong ngửi mùi thơm còn đọng lại trên gối. Ngẩn người một lúc anh ta nghĩ trong ngày hôm nay sẽ đưa hết đồ đạc của cô và bé Bông lên trên phòng. Từ giờ anh ta muốn cuộc sống của cô và bé Bông không còn mất mát bất cứ thứ gì nữa. Một lúc sau cô từ từ mở cửa phòng ra. Nhìn vào bên trong thì thấy bé Bông vẫn đang còn ngủ rất say sưa. Cô mỉm cười bước đi vào phòng rồi đến tủ quần áo, chọn cho con bé một bộ váy thật đẹp và xinh xắn. Vì ngày hôm nay cũng là ngày mà bé Bông đến trường mầm non. Cô cũng đang rất lo lắng, không biết hôm nay đi học Bông có khóc hay mẻ nheo không nữa. Thanh Nhã cứ mong làm sao cho con bé làm quen được với các bạn để có thật nhiều bạn bè và không bao giờ biết mặc cảm với số phận. Tự nhiên nghĩ đến đây cô lại thấy rất hạnh phúc, vì kể từ giờ bé Bông đã có ba, con bé sẽ từ từ nhận thức được ba là như thế nào, không còn ngốc nghếch hỏi cô rằng ba có ăn được không. Đi đến cửa sổ, tận hưởng không khí trong lành. Cuộc sống này thật tuyệt vời, nhưng nói đúng hơn, nếu cô không gặp được Đình Phong thì cuộc sống này sẽ không dễ dàng với cô như thế. Cô nghĩ có lẽ chưa bao giờ cô làm những điều tàn ác với ai, nên ông trời mới thương và cho Đình Phong xuất hiện bên đời cô. Bỗng lúc này có một cánh tay ôm lấy cơ thể của cô từ phía sau. Cô giật mình nhìn xuống thì thấy là cánh tay của Đình Phong. Cô cười tủm tỉm rồi xoay người lại nhìn anh ta. Cô nói: "Làm gì vậy? Sao không xuống phòng bếp ăn sáng, còn đi đến tập đoàn nữa? Hôm nay anh sẽ ở bên em, cùng nhau ăn sáng, cùng đưa con đi nhập học có được không?" "Ai là anh? Ai là em hả cậu chủ? Sẵn tiện đi đăng ký kết hôn luôn, đăng ký xong rồi thì không còn xưng hô anh em hay cậu chủ gì nữa. Vậy sẽ xưng hô bằng gì?" Câu hỏi của cô nhẹ nhàng làm cho trái tim Đình Phong như tê dại. Cúi xuống đặt lên môi của cô một nụ hôn nhẹ, rồi Đình Phong nói: "Xưng bằng chồng và vợ, như vậy ok chứ?" "Đình Phong, cái ngày đó là ngày đau khổ nhất của cuộc đời em. Em cứ nghĩ mình và con không thể nào sống nổi nữa. Em luôn nghĩ có lẽ ngày đó ông trời cũng chẳng muốn cho em sống nữa, vì em đã quá khổ rồi. Nhưng mà ngay lúc mà sự sống của em như dập tắt thì anh lại xuất hiện. Anh nhỏ tuổi hơn em biết điều đó rất lâu rồi. Nhưng chưa chắc những người lớn tuổi họ có cách sống và trưởng thành được như anh. Anh là một người rất hoàn hảo. Bao nhiêu năm qua những thứ anh cho mẹ con em rất cảm ơn. Anh nên suy nghĩ cho kỹ. Em có thể rời khỏi đây để trả lại sự tự do cho anh. Đừng vì bồng bột mà yêu người như em. Mẹ đơn thân khó có gia đình nào chấp nhận lắm anh à." Cô nói ra những lời đó nhưng lòng của cô đau như có ai đang dùng dao đâm vào rất mạnh. Mặc dù rất muốn có Đình Phong, nhưng bản chất của cô, lương tâm của cô vẫn không cho phép cô làm như vậy. Đình Phong cười lạnh nhạt rồi đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen mượt của Thanh Nhã, nhìn sâu vào hai con người đen láy. Anh ta nói: "Nếu trong 2 ngày thì đó là sự bồng bột của tuổi mới lớn, còn trong 2 năm thì đó là sự chắc chắn. Em có tin anh đã thương em 2 năm rồi không?" "Anh nói thật sao?" Đình Phong cười rồi ngay lập tức gật đầu, sau đó nói: "Thật, anh đã thương em 2 năm rồi, thương vì sự ngọt ngào của em, thương vì số phận của em quá khổ đau. Anh không muốn em đau khổ nữa, em xứng đáng được hạnh phúc. Khi quyết định cho em được đi học, anh đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí nhiều lần đến lớp học của em để xem em như thế nào. Trong đầu cứ lo sợ sẽ nhìn thấy cảnh tượng em bên một chàng trai khác. Anh sợ điều đó lắm. Và anh tự biết được bản thân nếu không có em bên cạnh, cuộc sống của anh sẽ không còn tươi đẹp nữa. Đình Phong, em cảm ơn anh vì đã chấp nhận yêu một người mẹ đơn thân như em. Nhưng điều em sợ nhất chính là gia đình của anh. Ba và mẹ của anh khi từ nước ngoài về họ sẽ như thế nào? Họ sẽ không chấp nhận em đâu." Đình Phong đã biết trước điều đó. Với lại suốt những ngày tháng qua, anh ta không hề nói ra, chứ thật sự ba và mẹ của Đình Phong đã gặp cô rồi và còn biết sự hiện diện của hai mẹ con cô ở trong cái nhà này. Chuyện kể ra thì khá dài dòng. Khi ba và mẹ Đình Phong về Việt Nam thì mẹ của Kiệt là bạn thân của mẹ Đình Phong đã đến và ngỏ ý muốn hợp tác chuyện của Tuyết Mai và Đình Phong. Bà ta thật là khôn khéo khi muốn con gái út của bà ta bước chân vào gia đình nhà họ Lâm. Nhưng mọi chuyện đã bị Đình Phong vạch trần. Đình Phong không muốn mẹ của anh ta bị lợi dụng nữa, nên đã kể hết mọi chuyện làm ăn cho ba và mẹ biết. Còn thẳng thắn kể luôn chuyện mà gia đình của Kiệt đã đối xử với Thanh Nhã. Hạng người tàn ác như thế không đáng được làm bạn thân của gia đình họ Lâm. Còn Kiệt hắn ta đã bị tống vào tù hơn 3 tháng nay rồi vì cái tội mua bán chất cấm. Cô trợ lý xinh đẹp của hắn cũng đã cao chạy xa bay, để lại đứa con không cùng huyết thống cho bà Thu nuôi dưỡng. Ngày đầu bà Thu đã tống đứa bé vào trại trẻ mồ côi. Gia đình bà Thu bây giờ đang lãnh những tội nghiệp mà họ đã gây ra. Từng chuyện một, Đình Phong đều kể lại hết tất tần tật cho cô nghe. Cô sốc vô cùng khi nghe được hết mọi chuyện. Cô vội hỏi: Tại sao anh lại biết tên Kiệt hả? Anh cho người điều tra lai lịch của em sao? Không có nhé. Em còn nhớ 3 năm trước không? Cái ngày anh đưa em đi khám thai định kỳ ấy. Vô tình anh nghe được cuộc nói chuyện của cả 3 người. Đúng là chúng ta có duyên và không ngờ được rằng trái đất này thật tròn. Em có thấy như thế không Thanh Nhã? Em vẫn chưa tin được đây là sự thật. Tại sao mọi chuyện lại quá dễ dàng như thế hả anh? Vì em xứng đáng có được những điều này. Em khổ nhiều rồi. Anh nghe đến hoàn cảnh của em cũng phải chạnh lòng hết. Xin lỗi vì đã nói ra hết quá khứ của em cho ba và mẹ anh biết. Nhưng anh muốn ai cũng phải hiểu và thương em. Em nên chuẩn bị tâm lý đi. Ba và mẹ sẽ về trong vài ngày sắp tới đấy. À, cảm ơn cô gái nhé. Hai mẹ con thật xinh đẹp và còn tốt bụng nữa. Nói xong câu đó, Đình Phong hôn lên môi của cô một cái, rồi xoay người bước đi ra khỏi phòng. Trong đầu cô lúc này mới nhớ ra được mọi chuyện. Giờ cô đã biết lý do vì sao Đình Phong nói ba và mẹ của anh đã từng gặp cô rồi. Lần đó bé bông hết sữa nên hai mẹ con cùng đèo nhau đến siêu thị để mua sữa với ít bánh và trái cây. Cô nhớ rõ lần đó cô gặp được một quý bà và quý ông có tướng rất sang trọng. Cô còn nhường thang máy cho họ đi trước nữa. Nên câu nói khi nãy mà Đình Phong nói ra chính là của bà Lâm, mẹ Đình Phong. Thật sự ngày hôm nay Đình Phong đã cho cô biết quá nhiều chuyện. Có vui, có buồn và có cả sự hạnh phúc. Nói thật cô không mấy hả hê khi nghe được tin gia đình của Kiệt tan cửa nát nhà. Cô chỉ thấy buồn vì họ không bao giờ biết trân trọng những thứ mà họ đang có. Để giờ đây tất cả đều tan thành mây khói. Không biết cuộc sống hiện tại của những con người họ ra làm sao. Cô cũng thấy đứa bé đó thật đáng thương. Nhìn lại vẫn thấy được bé bông may mắn hơn nhiều. Chuyện người lớn làm mà giờ đây phải bắt một đứa bé vô tội chịu. Tình thương của người mẹ lúc nào cũng bao la rộng lớn. Không hiểu tại sao cô thư ký xinh đẹp đó lại nhẫn tâm bỏ con của cô ta mà đi như vậy. Ngay lúc này thì bé bông cũng đã tỉnh giấc. Cô vội vàng quên đi những chuyện mà cô vừa suy nghĩ. Bước đến giường hôn lên má của bé bông. Cô khẽ cười rồi nói: Con gái của mẹ đã dậy rồi sao? Đêm qua con ngủ ngon không? Bé bông bỗng mẻ nheo nói: Mẹ ơi, con nằm mơ và thấy được ba ba đó mẹ. Con đã biết ba ba là gì rồi sao? Bé bông lồm cồm ngồi dậy, khuôn mặt lúc này vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Đưa tay lên dụi hai con mắt rồi mới cất lời nói: Con nằm mơ, con thấy ba ba là chú Phong. Con gọi chú Phong là ba ba. Vậy ba ba là con người sao mẹ? Vậy đâu phải kẹo mút đâu, không thể ăn được ạ. Bông ngoan của mẹ xin lỗi vì bao nhiêu lâu qua mẹ không cho con được một mái ấm trọn vẹn. Nên kể từ bây giờ mẹ sẽ mang ba ba đến cho con nhé. Con chịu không nè? Nhưng ba ba có phải là chú Phong không mẹ? Cô vẫn chưa kịp trả lời thì lúc này đã nghe thấy giọng nói của Đình Phong vang lên. Nhìn ra hướng cửa phòng, anh ta vừa bước vào vừa nói: Tất nhiên là phải rồi. Từ giờ bé bông không được gọi chú nữa nhé. Vì ba là ba của con mà, nên thay đổi cách xưng hô đi. Còn gọi chú nữa là ba sẽ giận con luôn đấy. Ba ba, con có ba ba rồi. Bé bông cười híp mắt. Trông con bé lúc này thật dễ thương làm sao. Nhưng cô vẫn thấy con bé thật tội nghiệp. Cô không biết phải diễn tả làm sao. Cô không ngờ được rằng bé bông bị tình trạng không nhận biết được ba là gì. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô cảm nhận được tình yêu thương mà Đình Phong mang đến cho hai mẹ con cô là rất thật lòng. Lời nói cảm ơn, cô nói đến hết đời này cũng không hết được những gì mà Đình Phong đã mang đến. Thời gian của những năm sống trong đau khổ cuối cùng cô đã có hồi kết, được sống bên người cô yêu. Và tất cả mọi thứ, cô đều có được hết tất cả. Nên cô tin chắc rằng cứ sống thật tốt, cho dù có đớn đau đến đâu thì rồi số phận cũng sẽ mỉm cười với chúng ta mà thôi. 3 tháng sau, tại căn phòng làm việc, Đình Phong đẩy tấm thiệp cưới về hướng của Duy. Duy nhìn thấy tấm thiệp cưới thì ôm bụng cười. Rồi sau đó nói, đấy tao đã nói rồi mà, mày còn nhớ 3 năm trước không? Tao đã bảo để tao cấp bằng phi công cho mà mày không chịu. Giờ mày gửi thiệp cưới như này là sao đây thằng nhóc? Cầm mồm đi, không ai hay được chữ ngờ đâu. Lỡ mày cũng như tao rồi sao? Cười người hôm trước, hôm sau người cười đấy nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay có tên Chị Hãy Tin Tôi của tác giả Minh Anh. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.